Xế chiều nhạt miệng, chấm ngay từng ớt cơ đó, gây tê phê mê. Vâng, chào mừng tất cả quý vị, chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa Đại Từ và Du Lịch. Đây là đội hình của Đại Từ: thủ thành số 1 Ý Hòa, số 7 Thống Bành, số 11 Sinh Sa La, số 12 Thiện Nhỏ, số 19 Phú Quý, số 21 Tuyên Tung Tăng và số 77 Quân Ê Tổ. Còn đây là đội hình của Du Lịch: sẽ có số 4 Thắng Cóc, số 10 Hưng Sốp, số 11 Nhật Tân, số 13 Thanh Linh, số 15 Đức Đen, số 18 thủ thành Đức Tỉn và số 19 Tiến Đạt. Giải đấu mới kết thúc cái đây một khoảng thời gian rất ngắn và trận đấu đã bắt đầu. Chúng ta đã chờ đợi rất nhiều. Dứt điểm, cú đá từ rất xa và chỉ có tài năng của Đức Tỉn. Một cú đổ người chính xác của Đức Tỉn ở trong phóng vừa rồi. Một pha đổ người rất nhanh của Đức Tỉn. Cú ra chân, sút xa, dứt điểm. Và bóng mà Phú Quý đã đưa cho Tuyên Tung Tăng một cơ hội ở ngay sát cột hải. Đức Tỉn đang có những nhắc nhở đối với Thắng Cóc. Một pha bóng mà nếu như Tuyên Tung Tăng có thể chạm bóng thì đó sẽ là cơ hội. Một pha dứt điểm rất có ý đồ của Võ Hoàng Phú Quý. Đức Chris rất khéo, Đức Chris đã đi qua được Thống Bành. Chúng ta có lẽ sẽ chuẩn bị được theo dõi lại động tác giả rất hay của Đức Chris. Pha bóng mạnh đã loại bỏ được Thống Bành và đưa ra một cú duỗi mù. Quân Ê Tổ. Vâng, như vậy đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía Đại Từ. Bàn thắng dành cho các cầu thủ Đại Từ. Và chúng ta có thể thấy được niềm vui của ban huấn luyện bên phía Đại Từ. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại một pha bóng. Thống Bành đã là người di chuyển. Cú dứt điểm từ xa đến từ Quân Ê Tổ. Thống Bành đã đưa ra một cú chạm bóng rất nhạy cảm. Và như vậy bây giờ Đại Từ đã mở tỷ số. Không biết là quý vị, tất cả anh em đang theo dõi trận đấu ngày hôm nay thì sẽ dự đoán thế nào? Đạt Trệ không được. Cú ra chân đến từ Đạt Trệ. Cơ hội dành cho các cầu thủ Đại Từ. Thống Bành. Một pha xoạc bóng đến từ Thanh Linh nhưng trọng tài không xác định đó là tình huống phạm lỗi. Trận đấu vẫn tiếp tục. Thống Bành không vào. Vẫn không vào. Hai tình huống cứu thua liên tiếp của Đức Tỉn. Pha bóng cho thấy bản lĩnh của Đức Tỉn. Thống Bành đã đối mặt với Đức Tỉn nhưng không thể đưa ra được tình huống dứt điểm. Thiện Nhỏ đã đưa ra một cơ hội tuyệt vời dành cho Thống Bành. Rất nắn nót nhưng Thống Bành lại có vẻ như không có điểm trụ tốt. Quân Ê Tổ. Thời gian của hiệp đấu nhất không nhiều và các cầu thủ bên phía Du Lịch sẽ cần phải khẩn trương hơn. Họ cầm được nhiều bóng hơn nhưng nó không đồng nghĩa với việc có thể tạo ra những cơ hội. Và những cơ hội nguy hiểm hơn thì vẫn đang thuộc về phía các cầu thủ Đại Từ. Chúng ta cùng theo dõi lại pháo bổng. Tình huống mà Thiện Nhỏ đã đưa ra một cú dứt điểm nhưng bóng đi hơi bổng. Nhật Tân. Cơ Đạt Trệ đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời. Một pha bóng mà anh đã có cơ hội để ngắm nghía, có cơ hội để tạo ra được một cú dứt điểm tung lưới đối phương. Nhưng Ý Hòa đã từ chối pha bóng vừa rồi đến từ Đạt Trệ. Sút điểm. Pha bóng mà Ý Hòa đã từ chối một cơ hội tuyệt vời được tạo ra bởi Du Lịch. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Bóng đi căng hiểm hóc. Bóng đã được đưa về phía góc xa. Nhưng Ý Hòa vẫn, chúng ta đã thấy được sự quyết tâm của Du Lịch nhưng họ vẫn chưa thể nào tạo ra được những cơ hội, những bàn thắng một cách rõ ràng. Linh Bách. Một cú ra chân từ rất xa của Linh Bách. Bây giờ thì cầu thủ Du Lịch đang lựa chọn những phương án dứt điểm, những cú sút từ xa. Đức Tỉn. Gôi không được. Cú ra chân đến từ Trương Minh Đức. Khi mà tình huống dứt điểm của Trương Minh Đức cũng ở một góc quá hẹp.
Mặc dù họ kiểm soát bóng vượt trội lên đến 74%. Messi không vào, bóng đã vừa làm rung chuyển khung thành của Iwa. Những bàn thắng thì vẫn chưa đến với du lịch, họ chưa có được sự may mắn. Đức tin thành Messi. Messi chưa bị Đức rất đẹp bàn và đã có bàn. Quân bình tỷ số đến từ cầu thủ du lịch, một pha xoay người và dứt điểm rất hay đến từ Trương Minh Đức. Thủ thành Iwa đã bất ngờ trong bóng vừa rồi, do đó là một bóng quá khó. Du lịch đã được giải tỏa khi mà thành Messi dứt điểm, lại một cú dứt điểm từ xa nữa đến từ Nhật Tân, một cú dứt điểm ngay từ khu vực giữa sân. Và vừa rồi thì Iwa đã lại phải trổ tài. Họ đang muốn có được trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay chứ không phải chỉ là 1 điểm. Và phát bóng của Iwa như vậy là có bàn thắng, một pha phạt bóng có được bàn thắng dành cho cầu thủ Đại Từ, và người ghi bàn đó là Iwa. Thủ môn Iwa đã có được bàn thắng, không thể tin nổi. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha phát bóng này của Iwa. Như vậy Duy Cốp cũng đã được đưa vào sân. Việc thủ thành Đức Tỉn dâng lên quá cao. Rồi, 2-0 Nhật Tân. Đâu khó có Nhật Tân. Lại là Trương Minh Đức. Iwa đã không thể cản phá và Nhật Tân đã có mặt. Trận đấu quay. Du lịch dứt điểm 17 và Đại Từ chỉ 11 mà thôi. Messi không vào. Bóng lại vừa ăn vào mép ngoài cột dọc của cầu thủ Đại Từ. Một cú siết bóng bằng lòng trong đến từ thành Messi. Nhật Tân. Messi. Thành Messi. Như vậy là có bàn thắng dành cho cầu thủ bên phía du lịch. Bài. Niềm vui của du lịch. Iwa đã không thể tạo ra được một cái kết đẹp. Thành Messi đã mang về được sự. Thành Messi. Hảo hay. Tình huống phạm lỗi của Phú Quý đối với Hảo Hay. Và ngay hôm nay trọng tài đã coi kết thúc trận đấu giữa du lịch và Đại Từ, khép lại một phim bom tấn trong buổi chiều ngày hôm nay. Và xin chúc mừng du lịch, chúng ta đã cùng với nhau trải qua một trận đấu quá tuyệt vời. Và xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đồng hành cùng với Osport, đồng hành cùng với các hệ thống của VTV Cup trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.